Em cho chị mấy phút để hỏi về tình hình học tập của em một chút nhé. Em là anh Thảo ở Đà Lạt đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Rồi, cho chị hỏi một chút là em biết đến cái trung tâm kế toán Việt Hưng của bên chị từ bạn bè hay là từ cái trang mạng nào? À, dạ em được một chị người quen giới thiệu, chị đấy cũng học bên mình rồi. À thế à? Bạn ấy cũng đã học xong rồi bạn giới thiệu em à? Dạ Rồi, đúng rồi cảm ơn ạ. bọn em đã tin tưởng bên chị. Thì cho chị hỏi là trong quá trình thời gian vừa rồi chị có hướng dẫn em ấy thì là em có hiểu không? Và trong quá trình dạy đấy thì chị em thấy là chị nhận xét xem chị dạy như thế nào? Hầu như là em hiểu, thực hành được. Với lại chị thì cũng chị nhiệt tình, Rồi, cảm ơn rất em. nhiệt tình ạ. Rồi, trong quá trình học ấy chị cũng thấy rằng là em là một học viên rất là nhanh, nắm bắt rất là nhanh, nói qua cái là em đã làm được ngay. Mà bên cạnh đấy thì em lại là một học viên hoàn toàn mới chưa hề gọi là làm kế toán bao giờ ấy, nghĩa là chưa va chạm với kế toán, nhưng mà nói chung là chị thấy em nắm bắt rất là tốt. Nói chung là chị cũng sẽ cố gắng hỗ trợ em một cách gọi là tối đa nhất có thể và sẽ đồng hành với em trong suốt quá trình em làm tại doanh nghiệp. Và bên chị ấy sẽ hỗ trợ cho học viên suốt trong quá trình khi mà học xong và trong quá trình làm việc, đến khi nào bọn em làm thông thạo thì thôi. Nghĩa là khi nào mà em tự lực làm được mà không cần đến hỗ trợ của bọn chị, và trong quá trình làm việc mà có thể là phát sinh một cái gì đấy mà nó ngoài cái mà bọn em học ấy, thì chị cũng vẫn sẽ hỗ trợ em. Chị sẽ hỗ trợ em một cách gọi là cố gắng là nhanh nhất và có thể, bất kể có vấn đề gì em cứ nhắn tin hoặc gọi điện, có thể là cho trung tâm hoặc là trực tiếp cho chị người đã từng hướng dẫn em đó, thì bọn chị sẽ sắp xếp thời gian sẽ trả lời cho bọn em trong thời gian ngắn nhanh nhất có thể để bọn em có hiệu quả cao trong công việc đó. Thì làm cho chị hỏi thêm về cái giáo trình bên chị ấy, thì là trong quá trình em làm ấy, thì em thấy cái giáo trình thế nào, có dễ hiểu không, có phải bổ sung hay là góp ý gì không? Dạ, giáo trình dễ hiểu còn có video hướng dẫn đấy chị. Rồi ok, thế nếu mà trong quá trình làm ấy mà có vấn đề gì mà bất cập thì em đóng góp ý kiến để bọn chị sẽ cải tiến nhá. Rồi. Sau cái khóa học này ấy, thì em có ý định là giới thiệu thêm bạn bè và người thân tìm đến kế toán viên Hưng nữa không? Chưa học xong em đã giới thiệu Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn em đã tin tưởng trung tâm. Rồi, thế thì bài học hôm nay mình sẽ kết thúc ở đây. Và hôm sau chị sẽ hướng dẫn em tiếp tục ở phần 10, phần lên báo cáo. Đó, thì là chị sẽ sắp xếp buổi học sau đó chị sẽ báo em nhé. Rồi, Rồi, ok, cảm cảm ơn ơn em. chị. Rồi, chào em.